phải là anh di chuyển sinh hoạt vô toilet này kia là anh phải có bò đi được không? Được, phải trượt đi hả? Phải trượt trượt vào. Bản thân anh như vậy mà giờ anh phải là bán cái số hàng ngày để lo cho ông bà già luôn. Nói chung cũng có bốn người con ngon lành mà cuối cùng mà ba người lại qua đời hết. Giờ đây này, nếu mà người nào mà tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều á, rồi mới tâm sự được hết những cái nỗi buồn. Nhưng mà giờ lo đủ thứ chuyện luôn á. Lo trong cuộc sống hàng ngày nè, rồi nó còn lúc đau ốm bệnh tật, rồi nó còn lúc về già nữa. Nên mình tính toán lo liệu suy nghĩ nhiều lắm. Dạ, Mười xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Mười đang có mặt tại khu dân cư Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay được sự giới thiệu của người chị về hoàn cảnh người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, quê ở Nghệ An, vào Bình Dương sinh sống. Thì anh bị khuyết tật với thân thể rất là dị dạng. Hàng ngày thì anh đi bán giấy số để nuôi cha mẹ già. Hôm nay thì Mười đến đây để gặp anh, tìm hiểu rõ cuộc sống của anh như thế nào. Bây giờ thì mình xin mời cô chú anh chị tiếp tục theo dõi video. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Anh gia đình ăn cơm hả? Dạ. Dạ. Nhà mà cụ này là mẹ ông Từ. Dạ. Tôi muốn trọ ở đây. Muốn phòng đây thì ông Từ đây cũng nhiệt tình. Dạ. Nhiệt tình nha, đèn thấy giúp đỡ đây liền nữa. Thấy anh chủ thấy quà đồng quá ha. Qua chỗ nhà này ăn cơm luôn, về là vui quá rồi. Giờ ổng bưng nó xuống mà cũng mệt đó. Bưng nó xuống, mình tắm điện cà phê, làm đủ thứ rồi thôi. Dạ. Về tới ông bồng xuống xong là cắm điện sạc xe, sạc đồ gì á. Dạ. Cũng giúp đỡ vậy á. Thì cũng nhiệt tình. Dạ cũng hiếm lắm. Cũng hiếm có anh trọ vậy. Năm mươi chí rồi chứ nồi dày được, nồi đựng được, nồi lấy từ năm á rồi thôi. Cũng vậy chứ bông lên bông xuống thôi. Ông lấy bông lên lên xe đi. Đến xe thì bông lên bông xuống nhé. Dạ. Bà có mấy đứa con? Bốn đi nó có chắc thân đi nữa. Bốn đứa. Mấy anh chị kia là có bình thường không? Rồi. Bình thường, tại mày có vợ có con rồi. Ba thằng lên trên trời rồi. Chết hết rồi. Là có bốn người con mà ba người là mất hết rồi, còn mình anh hả? Giờ là mọi việc là lo, là anh này lo cho bà luôn hả? Đúng rồi. Còn ông mà ở quê là có làm được gì không? Dạ. Không. Không, ổng chứ cả. 82 tuổi rồi. Làm cái gì? 82 tuổi rồi. Khỏe. Sức khỏe thì đỡ hơn bà. Đỡ hơn bà. Là quê không, là ở Nghệ An hả? Dạ. Không có cho ông làm gì. Điền về cứ nói ông không có được làm gì hết đó. Trời ơi, bản thân anh như vậy mà giờ anh phải là bán cái số hàng ngày để lo cho ông bà già luôn. Nói chung cũng có bốn người con ngon lành mà cuối cùng mà ba người lại qua đời hết. Là toàn là qua đời là người lớn tuổi hết nha anh chứ không... Cũng đứa nhỏ nhất là 27. Dạ. Bữa nãy giờ mà chưa hỏi anh tên gì luôn á. Dạ tên là Tường ạ. Tường à? Dạ. 50 tuổi ha. Dạ. Có số điện thoại á. Là anh di chuyển sinh hoạt vô toilet này kia là anh phải có bò đi được không? Được, phải trượt đi hả? Phải trượt trượt vào. Giờ đây này, nếu mà người nào mà tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều á, rồi mới tâm sự được hết những cái nỗi buồn. Dạ. Giờ lo đủ thứ chuyện luôn á. Dạ. Lo trong cuộc sống hàng ngày nè. Rồi nó còn lúc đau ốm bệnh tật, rồi nó còn lúc về già nữa. Nên mình tính toán lo liệu suy nghĩ nhiều lắm. Nói chung là lo cái tương lai sau này lớn tuổi rồi không biết như thế nào. Nó còn có ông bà già nữa, rồi
Giờ đây mình phải nghĩ thế này nè, người ta giúp đỡ mình, người ta chỉ giúp đỡ cái công thôi. Còn những cái tài chính, những công việc bất đắc dĩ là mình phải chi ra hết rồi. Nên mình phải tính toán lo liệu. Chứ không có phải nhiều đêm suy nghĩ buồn lắm. Hồi đó giờ rồi có người chị gái nào là ngỏ lời với anh chưa? Có lần nào chưa? Nói chung là duyên mình chưa đến ha. Dạ. Còn bạn thì có một vài người bạn thân nói. Dạ. Nhưng chỉ chơi thân thôi, trên tinh thần bạn bè là chính vậy thôi. Dạ. Mà nó cũng nhiệt tình, có đứa nó cũng nhiệt tình. Ủa anh là có ngồi dậy được không? Ngồi được nhưng mà ngồi chống tay lại thôi. Còn ngồi mà ngồi thẳng đứng lên là phải có cái tựa. Rồi còn lại một con mắt là thái sáng có đủ không? Sáng, bình thường. Đọc chữ được không? Được. Rồi trước đây anh có đi học à? Không. Học hết mẫu giáo xong là cũng có vào lớp 1 nhưng mà kiểu nhiều đứa nó sợ á. Rồi nhà trường đến thông cảm với gia đình là thôi cho nghỉ học đi, rồi để cho mấy đứa nó còn lành lặn, khỏe mạnh ấy. Dạ. Là để cho nó có tương lai, rồi mình vừa vì mọi người vì mình, nhà trường nói vậy thôi. Ừ, có nghĩa là anh cũng có đi học, nhưng mà do là vô trong lớp thì học sinh là sợ gì. Đúng rồi. Là ảnh hưởng tới cái tâm lý á. Đúng rồi. Là nhà trường là khuyên là anh nghỉ hả? Nhà trường nói với gia đình, con nói thật là tôi không có chịu nghỉ đâu. Yeah. Bởi vì do cái hệ thống nhà trường đó là kém thôi. Yeah. Ví dụ như đâu phải đứa nào nó cũng sợ đâu. Yeah. Ví dụ đứa nào sợ thì chuyển lớp cho nó qua một cái lớp nào đó. Yeah. Còn những đứa không sợ thì vào cái lớp của mình. Yeah. Vậy thôi, nhưng mà hồi đó là mình còn quá nhỏ, cái tầm hiểu biết của mình còn non kém. Yeah. Rồi còn tầm như bây giờ mà tôi kiện lên Bộ Giáo dục luôn, cái mình nó cập điên cứ lên cái kiện lên Giáo dục luôn. Yeah. Nhưng mà anh vẫn là biết chữ đúng không? Biết. Mới lớp 1 nhưng mà cũng biết chữ, giờ đọc được hết luôn hả? Đọc được. Vậy là anh cũng, được, cũng giỏi được. Ha. Ừ. Hồi đó đi học và anh đi bằng hồi đó thì đang chống nạn đang đi được. Chống nạn đi được. Còn ngày nó cái xương nó còn rút lại á. Đúng rồi, nó bị hồi đó nó bị tai nạn này, té đây. Bị chấn thương cuộc sống. Yeah. Rồi sức khỏe mình yếu quá, người ta không có dám mổ cuộc sống đó. Người ta sợ. Rồi có bốn anh chị em mà mấy ba người kia là lành lặn hết, bình thường hết nha. Khỏe mạnh. Yeah. Có gia đình, có con hết rồi với mắt. Nhưng mà không may là mất hết. Dạ. Để đó. Cứ đâu phải... Anh ăn uống rồi có bình thường không? Không, ăn thì ít thôi. Dạ. Nhưng mà đi bán rồi đói ra hay ăn vặt vặt á. Dạ. Rồi khi nào mà ra ngoài đường đi bán này kia rồi có ai nó có nói gì anh không? Có sợ hãi hay là có quở trách gì không? Không, thì cũng có nhiều người nhưng mà mình cũng có chấp làm cái gì. Dạ. Kệ. Ai mới suy nghĩ mình sao kệ. Yeah. Nhưng mà nhiều người cũng quan tâm. Yeah. Cũng nói chuyện, ví dụ như uống nước, uống đồ này nè. Là người ta nói uống gì thì người ta lấy ra uống, nhưng người ta không có lấy tiền. Yeah. Nhưng có khi thì uống cà phê. Sáng ra thì không ăn sáng. Uống ly cà phê về tới trưa về ăn cơm. Yeah. Mà chắc cũng đa số là ai cũng nhìn anh là thấy thương thôi. Chứ còn... Đúng rồi. Chỉ gọi là số ít là người ta với miệt thị thôi. Dạ, dạ. Rồi cái khối u bây giờ có cảm giác không anh? Có đó. Có rồi. Nó cứng hay là nó mềm? Cái chỗ này thì nó cứng, cái này xương. Ừ, nó cứng ha. Rồi còn chỗ này thì nó mềm. Cái này là có đau cái hốc mắt không? Cái này là cái hốc mắt. Cái giờ anh có dự định đi phẫu thuật lại nữa không? Cái này là người ta nói khi nào mà
cái quỹ từ thiện đó, nếu mà có danh sách của mình, có tên của mình á, thì bệnh viện mới gọi điện cho mình biết. Là người nước ngoài mổ ha? Nước ngoài. Họ nói chưa mổ. Là toàn bộ thân thể của anh này nó bị hết vậy đúng không? Bị hết rồi. Ừ. Bị cái này thì nó sự ra là em thấy chữa nó không có hết. Không có hết. Ừ. Mà nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều về sức khỏe, nhưng nó mất thẩm mỹ. Dạ, thì lúc nãy giờ thì cũng ngồi trò chuyện với anh, thì anh cũng cũng thay mặt đại diện Mạnh Quân để trao lại cho anh một ít tiền ha. Dạ, em cảm ơn. Đại diện cho một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Đan Mạch gửi cho anh là 1 triệu đồng. Dạ. Thôi, anh thì, cũng... đây là cái hôm nay là lần đầu tiên em đến để trò chuyện với anh. Dạ. Thì nếu mà sau cái thông tin này mà nếu có Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì em sẽ đến gặp anh, hoặc là sẽ liên hệ trực tiếp cho anh ha. Anh đọc số điện thoại giúp em. Dạ, 0985 dạ. 156 418. Dạ. Dạ. Rồi em xin gửi dạ, cho anh 1 triệu đồng ha. Dạ, rồi cũng cho em là xin gửi lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Bởi vì dạ. giúp đỡ được đồng nào thì nó đỡ cho em trong cuộc sống hàng ngày. Dạ. Thôi về anh Tường cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Thì nói chung là thấy bản thân của anh như vậy thấy cũng rất là đáng thương, nhưng mà giờ cũng em cũng không biết như nào, cũng làm một cái nhịp cầu nối để kết nối Mạnh Thường Quân có điều kiện giúp đỡ cho anh đỡ phần nào ha. Dạ. Thôi vậy em xin phép anh nha. Dạ.